Thưa quý vị, cách mạng tháng 8 thắng lợi là kết quả của quá trình đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng ta và lãnh tụ Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhìn lại quá trình lãnh đạo của cách mạng tháng 8 cho thấy tầm nhìn chiến lược, tư duy khoa học và nghệ thuật chỉ đạo cách mạng sắc bén của Đảng ta được thể hiện sinh động trong cương lĩnh chính trị, đường lối cách mạng và các chủ trương, quyết sách lớn. Trong đó, chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta là văn kiện quan trọng của Đảng, thể hiện tầm nhìn chiến lược xuyên suốt giai đoạn tiền khởi nghĩa nên có giá trị lịch sử đặc biệt. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta nhận định, cuộc đảo chính của Nhật ở Đông Dương đã tạo nên cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, nhưng điều kiện khởi nghĩa chưa thực sự chín muồi. Tuy vậy cũng đã tạo ra những tiền đề cần thiết thúc đẩy cuộc khởi nghĩa chóng tới. Ngoài việc xác định kẻ thù mới và đề ra khẩu hiệu đấu tranh mới, Ban chấp hành Trung ương Đảng ta còn dự báo hai khả năng làm xuất hiện thời cơ cho nhân dân ta vùng lên giành chính quyền trên cả nước. Một là quân đồng minh vào Đông Dương đánh Nhật, hai là Nhật đầu hàng đồng minh. Thì khi mà nổ ra Nhật Pháp bắn nhau, mà đồng chí nổ ra chuẩn bị trước được một cái thông tin rất nhanh là có thể là Nhật đảo chính Pháp, thì đồng chí Trường Chinh đã triệu tập hội nghị thường vụ Trung ương mở rộng, hội nghị Trung ương mở rộng tại Đình Bảng, thế như thế để chuẩn bị cho khởi nghĩa, nên mới có cái khẩu hiệu của nó, tức là một cái chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. Sau hội nghị, Đảng ta đã lãnh đạo các tầng lớp quần chúng nhân dân áp dụng ngay những hình thức đấu tranh cao hơn như biểu tình tuần hành, bãi công chính trị, meeting công khai, bãi khóa, bãi chợ, bất hợp tác với Nhật về mọi phương diện, thành lập các ban tổ chức xung phong đi gây cơ sở ở nơi chưa có phong trào, tổ chức đến đâu, huấn luyện đến đó, đẩy mạnh xây dựng các đội tự vệ cứu quốc, bộ đội du kích, huy động đội tự vệ tước vũ khí của binh lính bại trận đào ngũ, mất tinh thần, phát động đánh du kích ở những nơi có địa hình địa thế, thành lập những căn cứ địa mới, thống nhất các chiến khu và thành lập Việt Nam Giải phóng quân, tổ chức Ủy ban quân sự cách mạng, thành lập Ủy ban nhân dân cách mạng ở những vùng quân du kích hoạt động và Ủy ban nhân dân cách mạng Việt Nam theo hình thức một chính phủ cách mạng lâm thời. Phong trào phá kho thóc, cứu đói dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương là một trong những hình thức tập dượt quần chúng đấu tranh từ thấp đến cao, kết hợp đấu tranh kinh tế, chính trị, vũ trang, chuẩn bị cho tổng khởi nghĩa. Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta coi như mệnh lệnh tổng khởi nghĩa. Người ta hiểu chứ hành động của chúng ta là hành động ở cái thời cơ này. Đáng lẽ là một phải chống chỉ Pháp thôi, bây giờ chống cả Nhật rồi, nhưng cuối cùng lại tập trung vào chống phát xít Nhật. Mà phát xít Nhật lúc bấy giờ thì anh đã thất bại trong trục của anh. Đức ý Nhật thì Đức đã đầu hàng, Nhật thì là anh cũng thất bại thôi. Thế thì nó ở một cái khí thế cách mạng như thế, nó tạo ra cho chúng ta một cái thế và một cái lực mới để tiến lên giành chính quyền. Chỉ thị Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta đã chỉ ra những phương hướng chính xác và biện pháp hành động cụ thể đáp ứng đúng nhu cầu bức thiết của cách mạng và nguyện vọng thiết tha của quần chúng. Bản chỉ thị là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng và của Mặt trận Việt Minh trong cao trào chống Nhật, cứu nước và có tác dụng quyết định trực tiếp đối với thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8.